Hello, xin chào. Mọi người ơi, những con tằm chín vàng mà mình để lại đã biến thành con ngài và chui ra khỏi kén rồi đây. Bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn đâu là con đực, đâu là con cái nha. Đó, con cái trông tròn trĩnh và bầu bĩnh hơn, Phần bụng trông cũng to hơn. con đực thì ngược lại nha. Còn một chi tiết nữa ở phần đuôi con đực, cái chỗ mà kiểu như cái phao câu ấy. Có sợi râu nhìn như cái gai nhọn đâm lên này. Còn con cái thì không có cái đó đâu. Sau khi phân biệt giới tính xong rồi thì sẽ cho chúng ghép đôi với nhau kiểu như thế này này. Bọn chúng hành động lâu ghê đấy. Từ 11 giờ đến 12 giờ 30 mà vẫn chưa thấy chúng rời nhau ra. Đến lúc hơn 1 giờ kiểm tra ấy, thì thấy đã xong chuyện đấy rồi. Cũng không rõ cuộc tình ấy kéo dài bao lâu, mà chuyện đó cũng không quan trọng. Quan trọng là bây giờ mình sẽ tách con cái ra một tờ giấy trắng, lấy một chiếc bát úp lại. Các bạn thử đoán xem điều gì sẽ xảy ra trong chiếc bát này và để lại bình luận bên dưới nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để đón xem video mới nhất về những chú tằm con nha. Xin chào, xin chào.